Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Trong những ngày này, chính quyền địa phương phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, nơi đặt khán đài chính xem trình diễn pháo hoa quốc tế, đã vận động tuyên truyền các hộ dân kinh doanh buôn bán gần khu vực ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, đảm bảo an ninh trật tự và không thu phí giữ xe quá quy định. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Rút kinh nghiệm quản lý trật tự vỉa hè từ những năm trước, dịp pháo hoa năm nay, phường Nại Hiên Đông đã ra quân lập lại trật tự vỉa hè từ sớm. Vận động ngư dân tháo gỡ các cầu thang xuống thuyền dọc bến, nhường chỗ cho đơn vị thi công sân khấu trên sông. Dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo gần khu vực khán đài chính, các tổ tuần tra 8394 hàng đêm tuyên truyền xử lý việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Giờ gần đây thì ở Công an thì cũng có ghé của hướng dẫn ngư dân, họ nói là không được để xe dưới lòng đường này, giá thì không được bán giá cao hơn so với nhà những ngày bình thường, để cho khách du lịch và là người dân sẽ có một cái mùa lễ hội bắn pháo hoa vui nhất. Bên cạnh việc duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường đảm bảo an ninh trật tự, phường Nại Hiên Đông còn tổ chức tuyên truyền phòng chống cháy nổ, tổ chức cho các hộ gần khu vực khán đài ký cam kết về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ xe theo giá quy định và tiếp tục vận động người dân tham gia tố giác tội phạm. Rồi qua công tác tuần tra nhắc nhở các hộ dân thì các hộ dân đa số là phấn khởi, háo hức chờ đến ngày để đón cuộc thi diễn pháo hoa được diễn ra và rất mong được, tại vì đây là phải là lần đầu tiên mà nhiều lần rồi, nhưng hộ dân này họ đa số là họ nắm được các chủ trương và chấp hành tốt các quy định của địa phương đề ra. Ngày tranh tài của các đội thi trình diễn pháo hoa quốc tế đã cận kề. Người dân đang nô nức chờ đợi, mong muốn được chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn. Mỗi người dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh đô thị sẽ góp phần xây dựng thành công thương hiệu Đà Nẵng an bình, đáng sống.